Rồi, xin được chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cho bạn các bạn một cái chủ đề tiếp theo, nó cũng liên quan tới cái máy giặt. Thì ngày hôm qua mình có làm cái chủ đề về cái relay cấp nước. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái chủ đề nó liên quan tới relay xả nước. Thì ở đây các bạn cũng có thể gọi nó là, đây nhìn một số độ đây nè. Đây, những cái số độ đây các bạn có thể gọi là relay cấp nước cũng được. Thì một số anh em trong nghề người ta gọi là cục xả nước. Ha, cái này gọi là relay xả nước hay là cục xả nước. Thì những cái thiết bị này được mình tháo rã ra trong những cái máy cũ để mình làm cái video cho các bạn một chút xíu nữa. Thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ thực hiện một cái việc đó là vậy. Thứ nhất là phân biệt hình dạng cấu tạo của nó, thứ hai là mình test lại. Thì ở trong những cái video trước á, mình đã có cái thực hiện rồi. Để đây cho các bạn xem, đây là như thế này. Mình đã có thực hiện cho các bạn cái video mà nó liên quan tới cái việc là bằng cách kéo thử coi cái kiểm tra coi cái relay xả nước nó có còn tốt hay là không, để khi mà chúng ta đi ra ngoài lỡ như chúng ta mua cái đồ cũ thì mình cũng biết cái cách để mà chúng ta biết được cái relay này còn tốt hay là không tốt mà chúng ta mua về, chứ để thôi mua nhầm những cái loại relay đó đã quá cũ kỹ và đó sự cố rồi mình không biết mình mua. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem cái cách mà chúng ta thử relay. Thì toàn bộ ở đây đều là điện 220 hết, nhưng các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái relay. Cái này gọi là relay xoay kiểu xả tròn. Còn đây gọi là relay xả nước mà dạng cáp của thằng Sanyo. Cái này của cái thằng Toshiba. Và đây là của cái thằng Samsung. Samsung. Không, và cái thằng LG nằm ở đây. Thì ở đây á có hai cái giống nhau là gì? LG và Samsung nó tương tự, dường như là cái kết cấu, cái cấu tạo của nó gần giống như nhau thì có thể thay thế qua lại được. Nhưng mà cái chân của nó, cái chân các bạn để ý này, đây một hai ba lỗ, đây một lỗ thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn sàng qua, một tháo bốn ốc này, tháo bốn ốc này sàng qua sàng lại xài vẫn bình thường hết. Nó không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là cái cách chúng ta kiểm tra một cái cục xả nước để mà mình biết được nó có tốt hay là không. Thì ở đây mình có kết nối một cái con xả nước hiệu Toshiba. À, đây là cục mới hay quý vị, đây cục cũ, mình sẽ cho các bạn xem để mình kiểm tra như vậy là có những cái điều gì lạ hay không để mình biết ha. À, thì bây giờ bằng cách duy nhất là chúng ta dùng cái kềm, một cái kềm mình sẽ nắm cái đầu ở đây, đồng thời chúng ta sẽ ghim điện, đồng thời chúng ta sẽ ghim điện chỗ này. À, ghim vô rồi chúng ta sẽ bật cái cầu dao lên, CV lên để chúng ta kiểm tra coi coi cái này nó có kéo nổi hay là không. Không, nếu mà mình gồng như thế này nè, mình cầm như thế này nè, đó mình cầm như thế này mà cái motor ở đây nó kéo tốt ha, nhưng mà không có tiếng ồn gì cả, thì đó là một cái relay xả nước tốt, mình có thể mua về sử dụng. Còn cái đồ mới thì không cần phải bàn, đồ mới thì có thể các bạn mua, ví dụ như cái cục này nè, những cái loại relay Samsung LG này mình mua bên ngoài thì tầm khoảng chừng 100 tới 120. Còn cái loại relay xả tròn như thế này nè, đó, nhưng mà nó rất là đắt tiền, nó tầm khoảng chừng 250 cái. Nhưng mà tất cả những thứ đây đều mình rã những cái linh kiện mà ở trong cái máy giặt cũ ra trong cái cửa hàng của mình, à, mình làm cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện trở lại cái cách để chúng ta thử một cái relay xả nước coi là nó còn tốt hay là không. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta cần có một cái cọng dây điện ha. Mình kết nối trong đây nó có hai đầu đây nè. Đó, ở đây các bạn coi nè, cái này Toshiba nè, có hai cái đầu chỗ này. Thì mình chỉ cần ghim vô, và ở đây mình đã ghim sẵn cọng dây điện rồi. Bây giờ chúng ta cấp điện vô bằng cách bật cái CB lên để coi coi cái loại này nó tốt hay không. Thì khi mà chúng ta bật điện vô rồi á, thì chúng ta chịu khó lấy cái tay này giữ lại. Mình lấy cái kềm mình bóp lên cái đầu ở đây nè. Mình bóp cái đầu ở đây nè, ha, giữ lại. Giữ cứng lại để coi coi cái khả năng kéo kéo cái sức kéo của cái con relay này nó còn tốt hay là không. Ha, bây giờ chúng ta sẽ thử. Mình ghim điện vô. Rồi, sau đó bật cái cầu dao lên. Mình bật cái cầu dao lên là nó sẽ có điện, nó chạy. Đó, nó đang quay nè các bạn. Mình vòng lại. Mình dùng sức mình kéo lại nha, để coi nó như thế nào, coi nó kéo mạnh nổi hay không. Rõ ràng con này nó tốt. Nhưng mà có một điều các bạn nghe nè. Cái tiếng của nó còn rần dữ quá, nó kêu rè 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 rè, các bạn nghe không? Đó. Thì rõ ràng con này cái sức kéo thì tốt ha. Cái con này nè, cái sức kéo của nó thì tốt, nhưng mà là nó bị cái nhông bên trong, có thể là dầu mỡ mỡ bò hay là dầu này kia lâu ngày nó rơ rồi, nó làm cho những cái nhông nó bắt đầu rơ, nó kêu, nó có tạo tiếng kêu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử một con khác nữa để coi coi cái con khác này nó kéo có ngon hay không, và cái nó có bất kỳ một cái tiếng ồn gì không. Chứ thực sự là con này còn kéo tốt, nhưng nó bị kêu, nó bị ồn,
Khi mà chúng ta thay thế mà mua về những cái con như thế này nè, chúng ta gắn vô cho khách hàng sử dụng, thì vô tình mỗi cái lúc mà chương trình thứ hai và chương trình chuẩn bị mà xả với vắt á, thì nó sẽ tạo thành tiếng ồn nó rè 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 rất là khó chịu, gây cái sự khó chịu cho người sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử một con tiếp theo, đó chính là con này nha. Bây giờ mình sẽ tháo này ra, mình sẽ lại là lấy kéo cái cáp này ra, kéo cục dây điện này ra. Bây giờ chúng ta sẽ thử con này thì coi làm sao, coi nó có hoạt động tốt hay là không ha quý vị. Đó, rồi chút xíu chúng ta sẽ thử một con khác nữa, mình ghi vô đây. À, ghi là đỡ, tiếp tục. Rồi ở đây các bạn ghi lưu ý nha, mình ghi bên đây nè, thì chúng ta cũng lấy một cây kềm, mình cầm nó lại chỗ này, cầm cái đầu ngay chỗ này nè, cái đầu thép, cái đầu thao chỗ này nè nha, cái đầu thao chỗ này chúng ta giữ nó lại, nhưng mà một tay chúng ta gịch chặt lại nè, gịch nó lại nè, gịch gịch giữ lại để coi coi cái khả năng lôi kéo, cái khả năng kéo của cái motor nó như thế nào. Mình sẽ thử đây, con này nó êm hơn nè quý vị nè, nó kéo nè, kéo rất là mạnh, mình thử nha. Đó, cái con này rõ ràng các bạn nghe nè, nó hoạt động rồi, nó chạy rồi, nhưng mà nó rất là êm và khả năng kéo của nó rất là tốt so với cái con cũ này nè. So với cái con này nó ồn hơn, cái nhông nó không có tốt, còn cái con này thì cái nhông nó tốt hơn, nó hoạt động nhưng mà nó vẫn rất là êm, trong khi cái lực xả, cái lực kéo của nó rất là mạnh. Mình dừng lại nha. Rồi thì cái việc này á, nó giúp cho chúng ta sẽ có kinh nghiệm trong cái việc mà đi mua những cái loại rờ le ở bên ngoài thị trường. Đó, ở đây có rất là nhiều ha, mình so sánh là chia sẻ là quý vị, cái này là con Toshiba đồ cổ nè, những cái con này rất là khó kiếm, thì đại khái như thế thôi. Nhưng mà cái mục đích chính của mình ngày hôm nay á, là muốn cho quý vị xem ở trong cái rờ le này, cái con là con Sanyo, ở trong cái rờ le này đại khái chút xíu mình sẽ thử cái con này đi cho nó dễ tháo, tại cái này là cái tung nhất ở chỗ này nè, nó nhỏ quá, đưa vô nó không vừa. Mình sẽ tháo bung cái con Samsung với con LG này ra để coi bên trong nó có gì. Một chút xíu nữa nếu mà cần là mình sẽ tháo luôn cái con cục xả motor xả tròn này. Thì cái này nó nằm ở trong Toshiba. Đó, ba giác Toshiba. Rồi, đại khái chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Thì khi mà giống như mình hay làm á, mình thường hay đánh dấu lại ha. Nhưng mà ở đây nó có cái khớp nè, cái khớp chỗ này rồi nó cái khuyết chỗ này là mình khỏi cần. Mình gãi ra luôn. Đây, như các bạn lưu ý nha, ở đây có ốc dài ốc ngắn, thì chúng ta khi mà rải chúng ta lưu ý. Rồi đại khái chúng ta sẽ mở bốn con ốc này ra nha.
Bây giờ chúng ta đã mở hai con này, các bạn lưu ý nha. Ở trong cái con Samsung này có con ốc dài và ốc ngắn, thì chúng ta đây là mở này mở ốc dài ha, chúng ta để riêng đây, và có hai con ốc ngắn thì chúng ta cũng mở đúng chút xíu mà chúng ta có ráp lại á, thì chúng ta mở hai con nó ra vậy thôi ha. Đồng thời mình sẽ thử cho các bạn xem để mình có thể sàn cái đế nó như thế nào, sàn cái đế giữa con Sanyo và cái con Samsung và cái con LG nó ra làm sao. Con này là con Samsung, xíu mình sẽ con lấy con LG các bạn ạ. Xanh vô Samsung luôn, ok con LG đó. Chúng ta mở ra, bây giờ còn một con này nữa ha, mình mở nó ra hết luôn, các bạn lưu ý nha. Đây, so cái chân ra, Samsung này xanh vô, chân này khác. Đây, mình vừa mới mở ra nè các bạn, nó nằm vậy nè. Mở ra. Ở đây có hai con ốc, ba con ốc dài. Ba con ốc dài, một con ốc ngắn nằm đây. Ốc ngắn nằm đây. Và lưu ý nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra, mở từ từ thôi. Nè, nó nằm như vậy. Mình gỡ cọng cáp ra nè quý vị. Đó. Có trường hợp mà khi mà thay cáp là những cái trường hợp mà nó lâu ngày nó đứt á, thì mình mua cái cọng, mình kiếm những cái con mà motor xả mà nó tương tự gì mình thay thôi. Quan trọng cái cọng cáp này nó ngắn thì chúng ta thay đúng cái cọng ngắn khi mà chúng ta tiến hành thay thế. Đây, mình lấy ra luôn. Đó, nó nằm như vậy nè. Ha quý vị ha, bây giờ mình đặt lại quý vị coi. Gài nó vô, nó xoay như vậy, nó xoay như thế này nè. Thì đây mình vừa mới mở lên. Ở đây nó có cái khía giống như cái hình chữ thập rồi đó. Các bạn để ý nha, giống như cái hình chữ thập nè. Và ở đây cũng vậy. Nha. Rồi chúng ta bỏ ở đây. Để coi bên trong nó có những cái nhông như thế nào, kết cấu nó ra làm sao, và chúng ta chút xíu mình sẽ cấp điện để cho nó hoạt động thử luôn. Mình sẽ mở tiếp tục hai con ở đây. Đây, mình mở ra luôn. Mở ra. Chúng ta mở ra luôn nè quý vị. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình gõ đó. Trong đây là cái cuộn dây, cho nên chúng ta phải tách từ 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 thôi. Đây con ngàm. Đó, chúng ta dở từ từ lên nha quý vị. Mình mở từ từ thôi. Đây có cái con ốc của cái cuộn dây nằm đây. Mình mở cuộn dây nằm đây nè. Để chúng ta tháo ra và nghiên cứu thử coi ở trong cái rờ le này nó có những cái loại linh kiện hình hài nó ra làm sao. À quý vị ha. Mình tháo vô luôn. Đây. Nhông này. Đó, cái nhông nó đi như thế này. Đây, thì mình đã thổi đẩy nó ra. Để chúng ta bỏ từng cái từng cái. Các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta đặt cái nhâm này là nó đúng cái chiều của nó vậy nè, nó phải vô như thế này đó. Một khi tháo ra rồi là gắn lại nó đã đời lắm nha quý vị. Đó, nó phải như thế này. Rồi chút xíu chúng ta thử lại. Đây, nó là như thế này. Đây thì cái phần ở đây á là cuộn dây cấp điện ở chỗ này nha quý vị, cấp điện ở chỗ này, cấp điện ở hai cái cọng đây. Đây là cuộn dây, và toàn bộ đây là cái kết 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 cấu nhông, nó nhìn rất là phức tạp, thật sự rất là phức tạp nha. Đó thì hôm nay chúng ta mở bung ra hết luôn, lỡ rồi mở cho các bạn xem từng chi tiết một luôn. Ở đây là cái chỗ tiếp điểm của hai cái dắt dắt điện nè các bạn ha. Này nè, đó bên nóng bên nguội. Ở đây cuộn dây, mình mở bung cái cuộn dây vô luôn cho các bạn xem luôn. Tháo ra, và đây có hai cái dắt điện mình tháo vô luôn. Thì thật sự ra để mà sửa một cái máy, một cái cục rờ le mà xả nước á, cho tới tận bây giờ các bạn biết không, nó rẻ quá rồi, cho nên không có cần phải sửa chữa làm gì. Chứ ngày xưa lúc mà đồ nó còn thiếu tới thiếu lui á, thì bắt đầu là chúng ta hay nghiên cứu về sửa chữa. Chứ bây giờ thì đồ như thế này, giống như cái cục này đi, mình mua ở ngoài nè, đó cái cục này như xanh vô mua ở ngoài khoảng chừng vài chục ngàn là đã xong rồi, mua vô gắn cho nó mới, cho nó độ bền nó cao. Còn cái cục này nó hơi mắc ha. Thì ngày hôm nay mình làm cái chủ đề này chủ yếu là để cho các bạn xem bên trong nó có cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ mở từ từ ra nè. Mở ra. Bạn lưu ý nha, mở này nó hơi khó chịu đó, nó rớt tùm lum luôn. Gắn lại rất đã đời luôn, nhông ráp lại.
nó toàn bộ bên trong này là cái cơ cấu nhông nhựa, thì cái cuộn dây ở đây nó quay đây, nó quay lên cho các bạn xem luôn, lỡ rồi đó, nó quay như thế này. Cái cơ cấu nhông nhựa bắt ở dưới đây tùm lum nè, nó bắt dính chì chùm với nhau luôn đó, nó sẽ xoay như thế này và làm như thế này, nó kéo giữ trở lại, và là cái cơ cấu nó rất là phức tạp ha quý vị. Ồ đây mình mở luôn nha, mình mở cho quý vị coi luôn, quá trời quá đất luôn, một chút xíu ráp vô mới đuối à. Đó, nó có cái cơ cấu, nó có lò xo nằm đây nữa nè. Thì để cho các bạn hiểu hơn về cái hoạt động của nó, mình sẽ tháo rời từng thứ một nha. Đó, lấy ra hết luôn. Công nhận cái này, cái 500 của nó nè. Cái 500 của nó nè. Công nhận cái này nó phức tạp thiệt chứ quý vị. Trời ơi, nó thiết kế được mà cái bộ cái nhà sản xuất mà thiết kế cái nhông cái bộ cơ cấu này nó cũng đã đời luôn á. Trời nó quá thì chi tiết luôn. Đây. Ở trong đây có một cái lò xo nữa. Nè, nó rớt cho luôn rồi nè. Đây có lò xo nữa nè, nó rớt cái luôn. Thì đó các bạn biết đó, một cái này cái 500 là quay gì? 500 nè. 500 nó hết vô nè. Đó, này là 500. Nó hết lại với cái gạch, nó tạo từ tính, mình thử hết nha. À, thấy không? Cái cục được cục 500. Thì sơ lược á, sơ lược qua cái cục xả nước của cái con mà Samsung thôi, thì các bạn biết đó cơ cấu là bao nhiêu cái thiết bị, bao nhiêu linh kiện à, một đống luôn. Thì để mà nghiên cứu mà để sửa chữa nó, thật sự ra để mà nghiên sửa chữa thì bây giờ dường như không có thợ nào sửa đâu, người ta chỉ tiến hành thay mới thôi, tại vì cái giá thành nó cũng mềm hơn, nó mấy chục ngàn thôi, rồi thay như vậy nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn và nó mang tới cái độ bền cho cái khách hàng sử dụng, mà từ đó người ta cũng có được cái tiếng thơm, cái người thợ cũng có tiếng thơm. Đó, thì ngày hôm nay mình làm cái chủ đề này để cho quý vị xem được là bên trong cái cục rờ le xả nước cái kết cấu nó là như thế này, để đếm được bao nhiêu món. Cái này là cuộn dây nè, đó cuộn dây nè, rồi cái này 500 của nó nằm ở trong nè đó, rồi bao nhiêu nhông nhựa các bạn đếm đi, nhìn là nó khủng khiếp luôn à. Rồi đại khái là hôm nay chia sẻ với quý vị các bạn như thế về cái chủ đề cục xả nước nó như thế nào, cái cách thử nó ra làm sao đó, cái cách thử nó ra làm sao. Rồi mình cũng bung luôn cả cái chi tiết bên trong để các bạn thấy được một cái cục xả nước là nó bao nhiêu cái chi tiết đó đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cơ cấu hoạt động của nó bằng thực tế luôn, mình sẽ cho nằm cái máy giặt này xuống, các bạn thấy cái máy giặt này không, mình sẽ cho nó nằm xuống, mình sẽ ghim điện để bấm vào chế độ sấy vắt coi như thế nào, thì lúc đó nó hoạt động trên cái máy ra làm sao để các bạn hình dung nó được rõ hơn như quý vị. Ok, mình sẽ lo nó lại và cho nó nằm xuống để mà các bạn thấy được cái cơ cấu hoạt động của nó. Các bạn, mình sẽ thị phạm cái máy Toshiba này để cho các bạn xem được cái hoạt động của cái cục sạc nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ mở những cái con ốc này ra ha, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành mình kiểm tra nó, mình cho điện nó vô luôn, mình cho điện nó vô để bắt đầu mình mới làm được. Mình sẽ mở thêm hai con ốc này, rồi sau đó bấm nút vắt để coi coi nó hoạt động ra làm sao, rồi từ đó chúng ta có một cái quan sát để ý á, thì khi nó sắt nó sẽ như thế nào và khi nó giặt nó sẽ làm sao, nó sẽ hoạt động khác biệt ở chỗ nào, mình phải lưu ý cho nó nha quý vị. Ok, hôm nay hơi mệt, hôm nay bị viêm họng này. Đây quý vị, mình sẽ mở ra hết cái cục cái rờ le mà xả nước á, nó nằm ở túi như thế này nha, đây nó nằm bên đây nè quý vị thấy không, đó nó nằm bên đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện sấy để các bạn quan sát có sự thay đổi của nó như thế nào nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghim điện và mình sẽ bấm nút vắt để coi coi nó ra làm sao nha quý vị. Tháo ra hết rồi. Thì mình định để nằm rồi, nhưng mà để nằm thì nó lại bị trào nước ra, nó dơ, nó chảy hết một cái kho này, nó tèm lem hết, cho nên chúng ta để đứng, nhưng mà mình sẽ chịu khó đưa cái camera nó sâu vô trong để các bạn có thể quan sát nó dễ dàng hơn. Thank you.
Rồi, chúng ta sẽ ghim điện nha quý vị. Mình sẽ ghim điện ha, ghim điện chỗ này. Bật cầu dao lên. Đây, bật cầu dao lên. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm cái nút vắt để coi coi cái cơ chế hoạt động của cái thằng cục xả nước này nó hoạt động làm sao. Nha, các bạn để ý nha, mình mở nguồn. Lên chỉnh chế độ vắt. Thì khi mà thử cái xả hoặc là thử cái tiếng kêu, cái tiếng ồn của cái hộp số có còn tốt hay không thì thường chúng ta chọn chế độ vắt để biết được cái quá trình hoạt động cũng giống như là cái hộp số nó có vấn đề gì hay không. Ok, rồi bắt đầu chúng ta bấm start để mà chúng ta thử cái cục xả. Rồi, ok, rồi nó kéo rồi quý vị, nè nó kéo nè, quý vị thấy không? Đây, cái cục đó nó đang kéo á, quý vị thấy không? Nó đang kéo cái chỗ này về, đã bắt đầu nó sắt hay sấy rồi đó. À, chỗ này ha. Cái tô thì nó hay giật giật kìa đó, nó bắt lúc đầu nó hay nó làm như vậy. Đây các bạn, à, nó kéo cái này ra nè, kéo cái cần là mình bấm tắt để các bạn thấy là lại làm lại cho nè. Để các bạn xem cho nó dễ dàng hơn. Đó, nó kéo chỗ này ra, nước ở trong này trong nước ở trong đây nè. Nước trong thùng nó sẽ ra cái đường này. Nó đi ra ngoài, thoát ra ngoài nha các bạn. Cái chỗ này là cái phốt giữ nước nè. Đó, cục xả nó sẽ kéo ra. Khi đó cái kéo cái thắng này ra luôn, nó kéo cái thắng này ra nè. Các bạn thấy không? Nó kéo cái thắng này ra để mà nó chuyển qua cho được vắt. Bây giờ mình sẽ thử lại nha. Tắt thử lại. Đây mình tắt rồi. Bắt đầu mình thử lại cái chương trình vắt của nó nha. Bấm lại. Đây nè, mình bấm lại cái. Đó, bắt đầu nó xả từ từ. Đó, bắt đầu nó kéo, các bạn thấy không? Đó, cái cần nó đang kéo nè. Đó, nó đang di chuyển á. Đó, nó kéo ra đó. Bắt đầu có nghĩa là lúc này là nút nước nó được xả ra ngoài và bắt đầu chương trình vắt nó bắt đầu. Nó xoay cái motor. À, quý vị thấy không? Cái motor nó xoay kìa. Đó. Thì lúc này á, là cái cần xả chỗ này nè quý vị. Chúng ta lưu ý nha. Cái chỗ này nè. Đó, nó sẽ được kéo đi ra ngoài thì nước ở trên đây chảy xuống. Và đồng thời cái thắng ở chỗ cái hộp số này nè, nó sẽ được kéo bung ra và nó nhả ra ngoài để cho cái lòng nó được ôm sát vô trong cái cốt á, bắt đầu là motor nó sẽ kéo. Hiểu không? Đồng thời chúng ta kiểm tra luôn cả cái việc sấy của nó, vắt của nó là cái tiếng ồn hay không. Thì mình sẽ biết được là trong đây có hộp số này nó còn tốt hay là bị hư sự cố về cái vấn đề bạc đạn, về cái vấn đề nhông. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả. Thì cũng tương đối là êm. Đây các bạn thấy không? Đang bắt nè. Ok. Rồi, đại khái là mình hiểu được cái chu trình, cái nguyên lý hoạt động của cái thằng cục xả này như vậy. Mình tắt hết nha quý vị. Tắt luôn. Rồi tắt luôn rồi đó. Rút điện ra. Chỗ này an toàn. Ha. Đó, thì đây là cái chủ đề hôm nay. Mục đích của mình là chia sẻ với quý vị biết được cái cấu tạo bên trong của cái cục xả nước, đồng thời để cho các bạn biết được, xem thấy được là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào khi mà tiến hành cái chương trình vắt. Đó là khi mà nó vắt thì nó kéo ra, bắt đầu nó cho cái lượng nước ở trong cái thùng xả đi ra ngoài. Rồi đồng thời trong đó có một cái thắng nó bó trong này, là kéo cái thắng cần thắng ra để mà nó cho cái lò xo nó ôm vô lòng, và khi đó cái motor nó kéo dây con ro bắt đầu nó quay và nó kéo cái thùng quay một chiều để mà tiến hành chương trình vắt. Thì thông qua cái video này thì các bạn rút kết ra được gì vậy không? Thứ nhất là chúng ta có thể biết được cái cục cấp nước, cái rờ le xả nước á, là khi nào nó bị hư và nó có tiếng kêu lạ gì hay không. Đó là trong cái hồi nãy mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cái dấu hiệu để chúng ta bằng cách là chúng ta tháo ra, chúng ta thử để coi cái cục xả nước này nó còn hoạt động tốt hay không bằng cách là cấp điện, rồi mình dùng cái kềm mình giữ trở lại để coi nó có kéo cái tay mình đi thôi hay không. Nếu mà nó kéo không nổi thì cái cục xả nó đã bị hư nhông rồi. Thứ hai, chúng ta biết được độ ồn của nó. Nếu mà nó có độ ồn trong lúc mà nó hoạt động mà nó có độ ồn thì rõ ràng là cái nhông bên đó cũng đã mòn rồi. Thưa quý vị ha. Rồi, video đến đây là kết thúc về cái buổi chia sẻ cái cách mà chúng ta đã thử một cái cục rờ le xả nước, và đồng thời cho các bạn thấy được cái nguyên lý hoạt động của nó trên một cái máy giặt thực sự rồi cho nó hoạt động luôn. Rồi, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem cái video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một video tiếp theo. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, và hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách share video, bấm nút đăng ký và nút chia sẻ. Đồng thời các bạn hãy nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh của mình. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào.